Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề, đó chính là những câu hỏi mà bạn cần phải hỏi một người đàn ông trước khi bạn quyết định là có đặt tình cảm dành cho người đàn ông đó hay không. Có rất nhiều người đã mắc sai lầm, có rất nhiều bạn gái đã mắc sai lầm trong tình yêu khi mà yêu phải một người không có tốt, hoặc là một người mà không hợp với họ, hay là không có quan điểm sống hay lý tưởng sống và một cái mục đích tình yêu giống nhau. Vậy thì sẽ rất là khó khăn, phải rất là khổ cho các bạn sau khi mà các bạn đã đặt tình cảm rất là nhiều, và sau một thời gian dài ở bên nhau thì cái việc quyết định ra đi khi không hợp, đó là cái điều rất là đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi mà con gái cần phải hỏi một người đàn ông trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều nhé. Câu hỏi đầu tiên, đó chính là câu hỏi về quan điểm của anh ấy về tình yêu và gia đình. Câu hỏi này, nó sẽ khiến cho bạn biết được rằng người đàn ông ấy có nghiêm túc với bạn hay không, và có muốn một mối quan hệ lâu dài với các bạn hay không. Các bạn có thể hỏi anh ấy về quan niệm của anh về tình yêu như thế nào. Nếu anh ấy trả lời rằng, ôi, tình yêu đối với anh là một trò chơi, tại sao chúng ta không trải nghiệm? Hoặc cũng có thể anh ấy nói rằng, đối với anh, yêu là yêu mà cưới lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu như những người đàn ông mà nói với các bạn những cái câu như này thì bạn cũng có thể biết rằng, à, trong lòng anh ấy, bạn là người như thế nào, hoặc là cái cách đối xử mà anh ấy sẽ đối xử với bạn là như thế nào, anh ấy có nghiêm túc không. Và nếu như anh ấy trả lời các bạn rằng, ôi, đối với anh ấy, đối với anh rất coi trọng một tình yêu chung thủy, chân thành và lâu dài, và đấy sẽ là một tình yêu mà sẽ tiến tới lâu dài hơn, đó là hôn nhân, chứ không phải là một tình yêu mà yêu cho vui hay là yêu thời tuổi trẻ. Nếu các bạn thấy rằng anh ấy nói với các bạn về những cái quan điểm tình yêu như thế này ấy, thì đó chính là cái quan điểm của anh ấy đối với bạn. Cho nên là hãy tìm hiểu thật kỹ. Trong những cái lúc nói chuyện với nhau, các bạn có thể tìm cách để hỏi anh ấy về cái quan điểm tình yêu của anh ấy như thế nào. Nhiều khi các bạn cứ nói rằng em chẳng hiểu là cốt rút của anh ấy đối xử với em như thế nào, anh có thật lòng với em không? Không biết thì mình phải hỏi, đúng không các bạn? Bằng cái việc mà anh ấy thể hiện quan điểm, lối sống, cá tính và cái cách mà anh ấy bày tỏ cái quan điểm đó với bạn, chính là cái cách mà thể hiện con người của anh ấy là như thế nào. Mình sẽ không phán xét là anh là người tốt, người xấu hay đúng chuẩn mực hay không đúng chuẩn mực, bởi vì cái đó là nó phụ thuộc vào mỗi một người khác nhau. Điều quan trọng là các bạn nhận được những câu trả lời và những quan điểm từ anh ấy, các bạn thấy rằng, à, có hợp với mình không? Các bạn ạ, nếu anh nói rằng, ôi, anh là một người thực sự rất là coi trọng một tình yêu chân thành, chung thủy và sẽ gắn bó lâu dài đến một tình yêu nghiêm túc, đấy, nếu đó là cái quan điểm của anh ấy thì bạn cũng sẽ thấy rằng, ôi, anh ấy là người như thế nào. Còn nếu anh ấy nói rằng, ôi, đối với anh, yêu không nhất định là phải cưới, mà chúng ta có những giây phút tuyệt vời bên nhau, hạnh phúc bên nhau là được, ví dụ như vậy, thì bạn sẽ phải nhìn thấy rằng, à, những cái quan điểm đó có phải là cái thứ mà mình cũng muốn như thế không. Đấy, hãy có những câu hỏi để tìm hiểu về cái quan điểm về tình yêu của anh ấy nhá. Câu hỏi số 2 mà bạn cần phải hỏi một người đàn ông mà trước khi các bạn tiến tới sâu hơn với anh ấy, đó là hãy hỏi về ước mơ của anh ấy. Câu hỏi này thì các bạn có thể hỏi bất kỳ ai, chứ không chỉ là cái người mà bạn đang tìm hiểu, đúng không? Và đặc biệt với người mà các bạn tìm hiểu thì thực sự phải hỏi câu này. Bởi vì điều quan trọng ấy, người ta nói một cái câu là cuộc sống mà không có ước mơ thì chỉ là đang thực sự tồn tại, chứ không phải là đang sống. Đó chính là tầm quan trọng của việc mỗi người sống trong cuộc sống này cần phải có ước mơ. Vì thế, khi mà các bạn hỏi một người đàn ông về cái ước mơ của anh ấy là gì ấy, thì một người thực sự thích bạn, anh ấy sẽ nghiêm túc với câu hỏi này và sẽ nói với các bạn là, à, anh ấy có ước mơ như thế nào. Và đương nhiên khi mà bạn hỏi câu đấy thì anh ấy cũng sẽ hỏi lại bạn một cái câu tương tự là em có ước mơ gì. Vậy thì đương nhiên là bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một cái ước mơ. Bởi vì trong cuộc sống này không ai đánh thuế ước mơ cả. Và cái việc phấn đấu để mình sẽ tốt lên, mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn, thì đấy là một cái điều mà ai cũng cần nên có. Điều đó nó không chỉ là vì để bạn sẽ trả lời câu hỏi của anh ấy, mà là nó sẽ khiến bạn hấp dẫn hơn. Và cái người đàn ông kia cũng thế. Nếu anh ấy là một người có hoài bão, có ước mơ, kiên định với cái ước mơ đấy, thì xin chúc mừng, đây là một chàng trai mà thực sự xứng đáng để các bạn gắn bó rất là lâu dài đấy. Còn nếu như anh ta thay vì nói rằng anh có ước mơ này, ước mơ kia và anh sẽ phấn đấu để đạt được cái ước mơ đấy, mà anh lại nói rằng tạm thời thì anh không có ước mơ nào cả, anh chỉ muốn là bây giờ mình kết hôn, sinh con và có một gia đình thôi, sống giống như mọi người, thì đương nhiên đây cũng có thể là tip đàn ông của một số cô gái. Nhưng liệu đó có phải là tip đàn ông của các bạn hay không? Nếu bạn là một cô gái rất có ước mơ và muốn phấn đấu đến một cuộc sống tốt hơn, mà chàng trai ấy lại là một chàng trai kiểu như là chỉ muốn tìm người yêu, tìm vợ luôn thôi, thì đấy có phải là kiểu người của các bạn không? Đúng không? Thì đây sẽ là cái lúc mà bạn cân nhắc xem, tìm hiểu xem. Cái câu hỏi đấy nó rất là quan trọng để các bạn có cái sự chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đừng đến cái nỗi mà mình có sâu đậm lắm rồi, xong lúc đấy mình phát hiện ra là anh ấy chẳng ước mơ gì cả. Mình thì đang muốn hướng lên rất là cao, mình phấn đấu rất là nhiều, còn anh ấy thì lại không, thì rất là khó để mà hòa hợp. Câu hỏi thứ ba mà các bạn phải hỏi một người đàn ông trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều ấy, đó chính là hãy hỏi anh ấy về việc anh nghĩ gì về tình yêu chung thủy.
về việc chung thủy chỉ với một người phụ nữ thôi. Bằng cái câu hỏi này thì bạn sẽ biết rằng quan điểm của anh ấy như thế nào và cái cách mà anh ấy nếu có yêu bạn anh sẽ đối xử với bạn như thế nào. Nếu anh ta nói với bạn rằng trên đời này thì làm gì có người đàn ông mà chỉ yêu chung thủy có một người thôi, đàn ông mà ít nhiều thì bên ngoài cũng phải có người này người kia chứ. Vậy thì các bạn phải biết rằng câu nói này không phải là anh ta nói chung tất cả những người đàn ông đâu, mà anh ta đang nói chính anh ta đấy. Thì các bạn cũng phải có chuẩn bị sẵn một cái tinh thần để mình xem là mình một người như thế mình có chấp nhận được không. Còn nếu như một anh chàng anh ấy nói với bạn rằng anh thực sự tin vào một tình yêu chân thành, chân thật và cao cả, ở đó hai người chung thủy với nhau và xây dựng cho nhau những cái gia đình rất là hạnh phúc. Một khi bước vào tình yêu thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có một tình yêu tuyệt vời như thế. Anh không biết là mình có may mắn sẽ là một người có một tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối hay không. Thế nhưng có một điều mà anh luôn luôn tâm niệm ở trong đầu ấy là anh sẽ không bao giờ phản bội. Hay ít nhất anh cũng sẽ nói rằng anh sẽ chung thủy với cái cô gái mà anh đang yêu chứ anh sẽ không bao giờ bắt cá hai tay. Đấy, bằng cái việc hỏi cái câu hỏi này các bạn sẽ tránh cho mình được rất nhiều những cái sai lầm mà sau này các bạn phát hiện ra thì các bạn mới hối hận. Bởi vì chính cái câu hỏi này nó sẽ cho các bạn biết rằng người đàn ông đó là người như thế nào. Các bạn cứ yên tâm đi, hãy tin mình đi, bởi vì sẽ không có một người đàn ông nào mà thực sự nghiêm túc và thực sự chung thủy lại không dám nói cái quan điểm của mình về sự nghiêm túc và chung thủy. Còn thực sự một người mà không nghiêm túc, anh ta sẽ không bao giờ dám nói về cái sự chung thủy đó. Không bao giờ nó dám nói chắc nịch là anh chỉ chung thủy với một người thôi và anh sẽ không bao giờ có một người khác hay gì cả. Đương nhiên cũng sẽ có những cái trường hợp mà người đàn ông thực sự có dụng ý muốn lừa các bạn thì sẽ nói như vậy. Nhưng mình nghĩ rằng cùng với thời gian và cùng với nhiều lần các bạn nói chuyện, các bạn cũng có thể cảm nhận được thông qua những câu nói và quan điểm của người đó. Chính vì vậy hãy hỏi câu nói này để mình có thể phân tích nhé. Câu hỏi số 4 mà bạn cần phải hỏi một người đàn ông trước khi đặt tình cảm quá nhiều ấy, đó chính là hãy hỏi anh ấy về cái việc là anh nghĩ thế nào về việc đàn ông chia sẻ công việc nhà với phụ nữ. Nếu như anh ấy nói rằng không, công việc nhà là của phụ nữ, rửa bát quét nhà không thể nào là những cái công việc mà người đàn ông làm được, thì đây sẽ là một người sẽ khiến cô gái làm vợ rất là khổ. Khoan hãy nói rằng anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền hay anh ấy nhiều tiền đến mức độ nào, việc không chia sẻ với người phụ nữ trong những công việc thường ngày rất là vất vả và rất là mệt đó, nó sẽ khiến cho người phụ nữ rất là tủi thân và tổn thương. Có thể là bây giờ các bạn chưa nghĩ đến cái và chưa biết được cái tầm quan trọng của cái việc là một người sẽ chia sẻ với các bạn việc nhà nó như thế nào. Nhưng mà một khi mà các bạn bước tới một mối quan hệ nghiêm túc, các bạn sống với nhau, ở với nhau, kết hôn với nhau ấy, mà một người đàn ông không chia sẻ với các bạn những công việc nhà thì điều đó sẽ rất vất vả, sẽ rất mệt. Mà trong cái thời đại ngày càng hiện đại rồi, bạn sẽ nhìn thấy xung quanh bạn rất là nhiều những người phụ nữ đã được chia sẻ những công việc nhà như thế vậy. Họ sống rất hạnh phúc, được cưng, được chiều. Mà mình ở đấy, chồng hoặc người yêu của mình không bao giờ động vào những cái việc đó. Thì các bạn nói thật với các bạn là các bạn có thể chịu đựng được một thời gian, không chịu đựng được mãi. Cho nên là hãy biết rằng bây giờ đó là cái quyền của bạn, cái quyền bình đẳng đó. Đó là công việc trong việc nhà, đương nhiên kiếm tiền thì ai cũng phải kiếm, và cái việc nhà thì phải chia sẻ. Hãy hỏi anh ấy một cách rất thoải mái để biết được quan điểm của anh ấy như thế nào. Nếu anh ấy nói rằng không, đàn ông anh sẽ không bao giờ động vào những chuyện đó đâu, vậy thì hãy chạy luôn đi các bạn nhá. Hãy đảm bảo rằng người bạn yêu và sẽ kết hôn làm chồng sẽ là một người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn những công việc nhà. Và không chỉ là sẵn sàng chia sẻ thôi mà còn thương các bạn, chăm cho các bạn, không muốn các bạn vất vả và chịu khổ nữa. Nếu được như vậy thì rất tốt. Và câu hỏi số 5 mà các bạn nên hỏi một người đàn ông trước khi các bạn tiến tới quá xa, đó là hãy hỏi anh ấy rằng anh có sẵn sàng làm một người mà làm lành trước ngay cả khi anh không phải là một người có lỗi hay không. Ở đây là một câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi người đàn ông để biết rằng ôi liệu cái sự bao dung, cái sự độ lượng và cái sự nhường nhịn của người đàn ông đó với người phụ nữ là như thế nào. Bởi vì nói thật với các bạn, trong tình yêu á, mà một mối tình nó có bền vững được hay không, nó không chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ, nó phụ thuộc vào cái sự bao dung và cái sự nhường nhịn của người đàn ông rất là nhiều. Bởi vì người đàn ông sinh ra đã là phái mạnh. Phái mạnh thì có một đặc điểm là hay dỗ dành, hay nhường nhịn. Còn người phụ nữ thì hay có cái cá tính là hay dỗi. Mà nếu một người đàn ông mà không có cái sự nhường nhịn ở đó, lúc nào cũng phải hơn thua là đúng sai như thế nào, liệu nhiều lúc có khi sai cũng không bao giờ nhận, thì điều đó sẽ rất mệt với cô gái đấy. Cho nên hãy hỏi anh ấy câu này trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều nhá. Hãy hỏi anh ấy xem là liệu anh ấy có sẵn sàng để là người làm lành trước ngay cả khi anh ấy không có sai hay không. Và nếu anh ấy có, anh ấy trả lời rằng anh rất sẵn sàng, bởi vì anh biết rằng đấy là cô gái mình yêu. Đôi khi cô ấy sẽ vô lý, đôi khi cô ấy sẽ giận hờn. Đương nhiên anh sẽ không nói là tuyệt đối 100% anh sẽ như thế, nhưng đương nhiên là anh có thể làm được. Và anh sẽ làm như vậy, và anh thường xuyên làm như vậy với cô gái của mình luôn. Đấy, hãy bảo đảm rằng các bạn sẽ hỏi người yêu của các bạn hoặc là người sắp
sẽ là trở thành người yêu của các bạn những cái câu hỏi này trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều nhá. Để biết được rằng với những cái cá tính đó, với những cái lối sống đó, với cái tất cả những cái điều đó các bạn có chấp nhận được hay không. Mình luôn luôn khuyến khích các cô gái là những người cống hiến những điều tuyệt vời cho và tình yêu chân thành nhất, vị tha nhất, cao thượng nhất cho người đàn ông mà sẽ bước vào cuộc sống của các bạn. Và cùng với đó thì điều quan trọng nữa đó là chúng ta cũng phải đảm bảo rằng cái người bước vào cuộc sống của bạn cũng là những người xứng đáng với những điều tốt đẹp mà các bạn trao, đúng không nào? Mình hy vọng rằng với những cái lời chia sẻ hôm nay, với những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi trước khi chúng ta bước đến tình yêu sẽ khiến cho các bạn hiểu rõ hơn về cái người mà mình sắp gắn bó. Và ngay cả khi nếu như các bạn đã là người yêu rồi mà các bạn chưa hỏi những câu này, các bạn cũng nên hỏi để biết xem là anh ấy là người như thế nào, quan điểm của anh ra sao, để mình có cái tâm lý chuẩn bị sẵn sàng các bạn nhá. Vì các bạn là xứng đáng và hãy đừng bao giờ quên rằng những cái thứ mà các bạn xứng đáng trong cuộc sống này, giá trị của các bạn ở đâu, điều các bạn muốn hướng tới là gì. Hãy làm chủ cái cuộc sống của các bạn, chứ đừng bao giờ để mình ở trong một mối quan hệ mà mình không được trân trọng, hay mình không được yêu thương, hay người đó không hề chân thành với mình mà tại mình yêu quá xong rồi mình cứ bị cuốn đi. Thứ các bạn cần đi theo chính là cái mục đích và cái hướng đi tình yêu chân chính của các bạn. Nó bao cần cái gì các bạn mới đi, chứ không phải là các bạn cứ cuốn theo một người và cuốn theo một cái tình cảm với một người mà không xứng đáng. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có một tình yêu tuyệt vời nhất. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Hãy nhớ là hãy hỏi người yêu của các bạn những cái câu này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhé. Hãy đến với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em đã xem nhiều video của chị về tư vấn tình cảm, nhưng em lại biết đến nó quá muộn, và đó là sau khi em và người yêu cũ chia tay nhưng đã không chính thức. Em đã mắc phải sai lầm dẫn đến bạn ấy chán và không liên lạc với em. Bọn em yêu nhau được một thời gian rồi tới khi đi học đại học là bạn ấy không còn liên lạc với em như trước nữa. Khi đó bạn ấy nói là chỉ muốn ở một mình, chơi với bạn bè của mình. Gia đình của hai bên cũng đều biết chuyện của bọn em. Bên nhà bạn đấy thì bố mẹ và bà rất quý mến em. Em đến nhà chơi, bố mẹ và bà hỏi chuyện hai đứa thì giờ em cũng chỉ biết cười thôi ạ. Bà bạn đấy nói dù hai đứa có đến với nhau hay không thì cứ sang đây chơi với bà. Bà luôn mong chúng em đến được với nhau. Bây giờ bạn đấy nói với em là bỏ hết đi mà sống tốt hơn. Chị cho em hỏi là em có nên qua lại với gia đình nhà bạn đấy nữa không ạ? Mỗi lần đến nhà bạn đấy chơi là cảm xúc trong em lại ùa về. Em thực sự rất yêu bạn ấy và rất muốn chúng em hàn gắn lại. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em thân mến, em cũng không có nói rõ với chị là những cái hành động của em như thế nào mà làm cho anh ấy chán. Nói chung là chị nghĩ là cũng là những cái lỗi thường gặp của các cô gái thôi. Đấy chính là có thể là đòi hỏi yêu thương, có thể là không hiểu cho anh ấy, hay cãi nhau, hay gây chuyện, ví dụ vậy, thì sẽ làm anh ấy chán, đúng không? Vấn đề là giữa bọn em bây giờ chán và chia tay nhau rồi, nhưng mà em lại hay đến nhà bạn ấy chơi. Em hỏi chị là có nên đến nhà bạn ấy chơi không, thì chị nghĩ rằng dù quan hệ của em với gia đình bạn ấy và với ba bạn ấy có tốt như thế nào, ít nhất trong giai đoạn này em không nên đến nhà bạn ấy, không nên đến. Mặc dù không phải là mình không yêu quý bà nữa hay là không yêu quý mọi người trong nhà anh ấy nữa, nhưng mà điều quan trọng là chính cái điều mà em đang làm cho anh ấy thấy và cho chị thấy đó, là em thực sự đang còn yêu anh ấy nhiều lắm, đang muốn dùng gia đình để có thể làm nên một cái sự kết nối nào đó với anh ấy. Người đàn ông kia người ta cảm nhận được, người ta sẽ thấy là mình không có hấp dẫn em ạ. Bây giờ việc làm của em bây giờ là phải dừng lại cái việc đến thăm gia đình của anh ấy đi. Có thể sau này khi mà em đã hoàn toàn vượt qua cái mối quan hệ này rồi, em không có vương vấn cái gì nữa thì em có thể đến thăm lại như bình thường với những tình cảm rất thắm thiết. Nhưng bây giờ thì chị nghĩ là không nên đâu. Đấy, như em nói đấy, mỗi lần em đến là tình cảm cho em cồn cào ra xiết. Mà em càng đến như thế, người kia người càng biết là ô cô đấy có muốn có liên hệ với mình, lại muốn dùng gia đình làm sức ép với mình đấy mà. Lúc đấy, trong mắt người kia mình lại là một người quá xấu em ạ, không có sức hấp dẫn gì cả. Cho nên là bây giờ em hãy làm theo 5 cái bước mà chị có chỉ cho mọi người về cái 5 bước quay trở lại với người yêu cũ ấy. Để em làm theo cái video đấy trong kênh Toàn Nguyễn, thì em có thể xem, em viết lên là 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ, thì sẽ có cái video đấy. Em làm theo cái video đấy để có thể quay lại với chàng trai này. Nhưng cái điều quan trọng nhất trong cái tình huống này là em phải có một tư thế thật là tốt. Em đừng để cho anh ấy thấy rằng ôi mình còn thảm hại trong tình cảm này lắm, mình còn muốn níu giữ anh ấy lắm. Em càng cho anh ấy thấy rằng mình muốn níu giữ, anh ấy càng muốn chạy, sợ cái cảm giác bị níu lắm em ạ.
Bởi vì điều quan trọng là trong mối quan hệ này người ta đã quá mệt mỏi rồi. Ít nhất là trong cái thời gian sau chia tay này, em phải cho người ta đủ thoải mái, đủ không có mình trong cuộc sống của người ta, để người ta nhận biết được rằng à, không có mình trong cuộc sống người ta sẽ thế nào. Thứ nhất, cho người ta không gian để người ta thở, để người ta thoải mái, để người ta không có mình, người ta thứ nhất là người ta không có bị mình làm phiền. Cái thứ hai nữa là có thể trong một cái thời gian nó đủ dài, người ta sẽ nhận ra rằng à, trong cái thời gian này mình có thoải mái hơn đấy, nhưng sau đó mình cũng thiếu đi một cái tình cảm gọi là tình cảm của người yêu. Anh ấy sẽ nhận ra rằng ừ, trước đây mình đã yêu cô ấy, mình cái việc có cô ấy là hạnh phúc như thế nào. Một người đàn ông mà không để cho người ta mất đi cái thứ mà người ta có ấy, thì người ta sẽ không biết trân trọng. Em ạ, cho nên bây giờ việc em cứ liên hệ với nhà anh ấy hoặc đôi khi liên hệ với anh ấy, nó khiến cho anh ấy thấy anh không bao giờ có cảm giác mất mát cả. Em phải cho anh ấy có cảm giác là anh ấy mất mát thì anh ấy mới có cái động lực để anh ấy chiến đấu để có lại em chứ, đúng không? Và cái thứ hai nữa là mình phải thay đổi bản thân mình. Chị biết là rất khó khăn với em bây giờ, nhưng mà nếu không làm thì mình không có sức hấp dẫn. Chị đã nói rồi, có thể là với con trai nên níu kéo con gái hoặc không níu kéo con gái tùy vào trong trường hợp. Nhưng mà một khi con gái đã bị người đàn ông chán và đòi chia tay thì việc của mình không bao giờ là níu kéo và không bao giờ là cứ cố gắng để tạo nên cái sợi dây liên kết. Mặc dù chị biết rằng em khao khát điều đó, em muốn có điều đó, em đang bị hụt hẫng, em đang có cảm giác như mình mất đi một cái thứ từng thuộc về mình. Em không muốn mất, em không chịu đựng cái sự mất mát đấy. Phản ứng rất tự nhiên của em là níu hoặc tìm một cái sự sợi dây liên kết nào đó. Và ở đây cụ thể là em muốn liên kết với gia đình của anh ấy, đúng không? Nhưng mà nó cũng chẳng làm em thoải mái hơn khi mà mỗi lần nói chuyện với họ, họ có nhắc về gia đình, có nhắc về chuyện tình cảm của em, thì em lại càng đau hơn. Và thậm chí càng đau hơn, và trong cái tình huống đấy mình lại càng thảm hơn ấy. Em ạ, thảm ở cái chỗ là ôi, mình đã bị người ta từ chối bỏ, người ta đã từ bỏ mình, thế mà mình vẫn ở đây và mình tìm cái sự liên kết, đúng không? Mình không thảm như thế đâu. Tại sao bà lại nói với em câu như vậy? Bởi vì bà biết là em vẫn còn tình cảm với anh ấy nhiều lắm, em muốn quay lại với anh ấy, cho nên bà mới nói với em câu đấy. Bà rất mong bọn con sẽ được sống cùng với nhau, bọn con có thể đến được với nhau. Và đây cũng là cái lúc mà em phải nhận ra rằng mình không thảm đến thế đâu. Ôi, mình không thảm đến thế đâu. Em ạ, mình không cần ở đây để níu giữ và nhờ vào bà hay nhờ vào bố mẹ mà có thể quay lại với anh ấy. Mình không cần điều đó. Mình phải có một cái tư thế, mình phải có cái bản lĩnh. Bây giờ em có một tâm lý, mình vượt qua cái mối quan hệ này. Khi em có cái tâm lý là mình chịu đựng cái sự không có anh ấy, mình vượt qua cái mối quan hệ này, thì có thể em sẽ hấp dẫn anh ấy và khiến anh ấy quay trở lại. Nhưng nếu bây giờ em không có cái tư thế là mình đã vượt qua cái mối quan hệ này, em sẽ không hấp dẫn với anh ấy nữa. Việc quan trọng của em bây giờ phải tập trung vào cuộc sống của mình, khiến nó trở nên thật sôi động, thật vui vẻ, bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, đầy ý nghĩa hơn. Trước đây mình đã sai cái gì, mình sẽ sửa, mình sẽ nghiêm túc nhìn vào nó để nhận ra những cái sai lầm của mình đã từng mắc. Mình thay đổi, mình thay đổi vì chính mình. Có thể là ở trong một mối tình sau, hoặc cũng có thể một thời gian sau khi mình đã thay đổi và tuyệt vời, người đàn ông kia sẽ quay trở lại với mình thì sao, đúng không? Nhưng điều quan trọng không phải là vì ai quay trở lại với ai, điều quan trọng là em thay đổi vì chính mình. Bởi vì em biết cái đó là sai, cái đó quá sai, cái trong quá khứ mình đã làm cho người ta mệt mỏi, khó chịu, thì dù sau này mình có quay trở lại với anh ấy không, không quay trở lại với anh ấy chăng nữa, mình cũng phải thay đổi để mình có hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất sau khi chia tay ấy, em phải nhớ một điều là mình phải có cái lòng tự trọng. Mình phải có lòng tự trọng, chứ không phải vứt hết lòng tự trọng đi để đến bên và ở cạnh một người đàn ông không biết trân trọng mình. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, người đàn ông này không có trân trọng em bởi vì người ta đang chán. Làm sao để người ta trân trọng mình? Đó là sau trong cái thời gian chia tay này mình bản lĩnh. Bản lĩnh ở chỗ em không níu kéo anh là cái thứ nhất. Thứ hai, em vượt qua cái mối quan hệ này. Thứ ba, em phấn đấu để sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn, bước đi trên con đường hạnh phúc của mình, biết mình xứng đáng với một người đàn ông như thế nào. Em phải biết như này, đúng là trước đây em có sai, nhưng hiện tại thì em phải nhận ra giá trị của mình. Em phải biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông trân trọng mình, yêu thương mình, nói với mình với những lời lẽ cử chỉ trân trọng nhất. Hiện tại người đàn ông này không có điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đang chán em. Đang chán, mình càng làm cái gì đó càng khiến người ta coi thường mình, bởi vì người ta thấy rằng mình thảm quá trong cái tình huống này. Nên ít nhất là trong giai đoạn này, đừng có liên hệ bất kỳ liên hệ gì với anh ấy, để cho em có thể vượt qua cái giai đoạn này và em lấy lại chính bản thân mình là một cô gái có tư thế, bước đi trên con đường hạnh phúc của mình. Và phải biết một điều này, anh ấy có quay lại hay không, em vẫn sẽ có hạnh phúc với một người đàn ông thuộc về mình, một người đàn ông mà biết trân trọng em và yêu em bằng những tình cảm chân thành. Đồng thời với đó là gì? Để có một người đàn ông như thế, mình phải thay đổi bản thân mình. À, trước đây mình làm cho anh mệt mỏi,
sau này dù như thế nào mình sẽ không bao giờ mắc phải cái sai lầm này nữa. Hãy cho mình một cái cam kết mình sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đấy nữa. Còn nếu mình cứ tiếp tục mắc sai lầm đấy thì chắc chắn là cuộc tình sẽ không đi đến đâu cả. Dù bọn em có quay lại với nhau, bọn em vẫn sẽ chia tay. Đấy, cho nên điều quan trọng là mình phải thay đổi. Thay đổi, sau đó có một tư thế tốt nhất, bước đi trên con đường hạnh phúc của mình. Em cứ tự tin lên, em phải có một con đường hạnh phúc để em bước đi. Thì rồi người ta sẽ phải có một cái nơi để đến cùng với em và cùng đồng hành trên con đường đấy. Còn nếu em không đi, em không có con đường hạnh phúc nào cả, người ta sẽ không đến để đi cùng em. Làm gì có con đường nào để đi đâu, đúng không? Cho nên phải có một con đường hạnh phúc. Đấy là gì? Dù bất cứ điều gì mình cũng phải có một người đàn ông yêu thương và trân trọng mình. Mình bước đi, bước tiếp, em cứ bước đi. Thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Không quan trọng là có thể trên cái đoạn đường này em phải đi một mình, đi cô đơn không. Không sao, mình chấp nhận mình cô đơn. Thậm chí có những lúc em nhớ anh ấy đến cồn cào ruột gan, em khóc, em đau khổ, em ấm ức. Hãy tự khóc một mình, hãy chịu đựng cái nỗi đau đấy một mình. Có thể cái sự mạnh mẽ của em càng bản lĩnh bao nhiêu, em càng xứng đáng với hạnh phúc bấy nhiêu. Cho nên bây giờ không phải là lúc mình thể hiện cái sự đau khổ. Mình nhớ quá mình không chịu được mình liên hệ với người ta, mình nhớ quá mình không chịu được mình liên hệ với người ta thì người ta quay lại với mình à? Không, đấy không phải là cái thứ mà người ta sẽ làm. Đấy cũng không phải là kết quả mà mình muốn. Vậy thì mình đừng làm như thế, đau cũng được. Mình biết là nói cái gì cũng không có tác dụng bây giờ cả. Mình chịu đựng nó một mình, ngồi đau mình khóc. Mình khóc xong, mình lau nước mắt, mình tiếp tục mạnh mẽ, bước đi. Đừng bao giờ từ bỏ trên con đường hạnh phúc của em. Bây giờ phải là lúc em có một cái tâm lý này. Bất kể anh có quay lại với em hay không, em vẫn sẽ bước đi trên con đường hạnh phúc của mình. Thay đổi bản thân, biến mình trở thành một người phụ nữ xứng đáng với hạnh phúc. Và khi người đàn ông người ta nhìn thấy cái sự thay đổi của em, người ta sẽ bắt đầu thay đổi cái nhìn, cách nói chuyện, cách giao tiếp ứng xử với em. Người ta có đầy đủ sự trân trọng với em hơn. Thì lúc đó chúng ta có thể dần dần chúng ta kết giao một mối quan hệ thân thiết hơn. Rồi từ đó người đàn ông khi đã mặc định rằng người ta biết rằng em hoàn toàn thay đổi trở thành một cô gái tốt hơn, người ta nhìn thấy cái sự tuyệt vời, người ta sẽ muốn quay lại với em. Nhá. Hãy để cho người đàn ông chủ động là người quay lại. Mình không bao giờ là người chủ động quay lại hết. Cái đó nó thể hiện cái nguyên tắc và cái bản lĩnh của mình. Em hãy cho thấy cái sự thay đổi của mình, nhưng cũng phải biết là mình thay đổi vì mình chứ không phải chỉ vì anh ấy đâu. Mình vì chính mình ấy. Nhá. Đừng nghĩ rằng mình thay đổi là vì anh ấy, anh phải quay lại, anh không quay lại thì mình thảm, mình khổ, mình sợ. Không. Dù thế nào em vẫn đi trên con đường hạnh phúc của mình, em vẫn hạnh phúc dù điều gì xảy ra. Em sẽ phấn đấu, em mắc sai lầm, em sẽ sửa. Không sao hết, em sẽ tiếp tục. Thì đấy chính cái tinh thần đấy, cái tư duy đấy nó khiến cho em hạnh phúc và người kia người ta cảm nhận được, người ta sẽ muốn quay lại với em. Tiếp tục làm theo 5 bước trong hành trình quay trở lại với người yêu cũ nhá. Hy vọng rằng em sẽ có một cái kết tốt đẹp. Và tuyệt đối đừng bao giờ thể hiện cái sự thảm hại của mình trước mặt người đó, ít nhất là trong giai đoạn này. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.